Sáng ngày 22 tháng 2, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua năm 2017 và tập huấn cho cán bộ quân sự các đơn vị xã phường, các cơ quan tổ chức. Với chủ đề năm 2017, sáng tạo, hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phát động phong trào thi đua tập trung vào các mục tiêu cụ thể như thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu 100% cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, niềm tin cho lực lượng vũ trang, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang thành phố. 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ và 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông, thực hiện tốt một tập trung, ba khâu đột phá và năm tốt trong công tác hậu cần và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã tổ chức tập huấn nhằm bồi dưỡng thống nhất một số nội dung cơ bản trong tổ chức triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương cho 74 đồng chí là cán bộ quân sự thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. Qua đó, nhằm nâng cao trình độ năng lực, phương án, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp của lực lượng vũ trang thành phố.